Phú Đại Gia ở Rễ, tập 730. Đừng quên, ông ngoại ta cũng là người Tây Nam Thiên Môn Trại, cũng là đại trưởng lão ngoại môn. Ngươi cảm thấy cha ngươi một cái đà chủ phân đà Kim Lăng đè ép được ông ngoại của ta sao? Quả thực là khôi hài. Thiên Diệp Đại Hùng lúc này lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai. Cho nên, tại thời điểm này, ngươi không có tư cách cùng ta nói cái gì. Ngươi càng không có tư cách uy hiếp ta. Còn nữa, ta hứa với ngươi sẽ hòa giải với họ Bùi rồi để chuyện qua đi. Kỳ thực là để cho họ Bùi thả lỏng cảnh giác. Sau đó, ta sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Nghĩ không ra, ngươi thế mà lại tin ta. Cho nên, họ Bùi biến thành xác chết, ngươi sẽ là đồng lõa. Nói đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng ngoài cười nhưng trong không cười, nhả khói thuốc mù mịt. Cả người hắn mang theo một loại tiểu lý tàn đao, khí chất âm hiểm đến cực hiện đại. Đối với vẻ mặt âm trầm và khó coi của Đồ Thái Tử lúc này, Thiên Diệp Đại Hùng hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể, chẳng thèm ngó ngàng tới. Những cô gái đảo quốc cũng cười khinh miệt, tất cả đều là khinh thường. Thế tử đại thiếu của ẩn thế gia tộc Kim Lăng, dù có bá đạo đến đâu, cũng không thể so sánh với dòng dõi trực hệ của tần quý tộc đảo quốc. Nó gần như là vô nghĩa. Sắc mặt của Đỗ Thái Tử lập tức chìm xuống, bởi vì quan hệ của chính mình, Bộ Nguyên Minh quả nhiên đã thả lỏng cảnh giác. Cũng may, Bộ Nguyên Minh cũng không có xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ phải đập đầu chết trên mặt đất. Nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Thái Tử, Thiên Diệp Đại Hùng vẻ mặt vui đùa, như được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mở miệng. Xem nào, đối với mặt mũi của Đỗ Thái Tử ngươi, ta sẽ cho Bùi Nguyên Minh một cơ hội. Tay chân của hắn đánh gãy, vậy chúng ta liền dừng lại ở đây. Nhưng là Trịnh Khánh Vân, là nữ nhân ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không bằng Đỗ Thái Tử ngươi, người tốt nên làm đến cùng. Đêm nay, liền đem Trịnh Khánh Vân đến trên giường của ta. Và đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng vươn tay vỗ vỗ mặt Đỗ Thái Tử, cười nói. Ngươi đừng lo lắng, ta nếu là ăn thịt, ta nhất định sẽ cho ngươi uống chút canh. Loại nữ nhân này, ngươi có tư cách uống một chút nước rửa chân của nàng, cũng là đã vinh hạnh cho ngươi. Khi nào cảm thấy thoải mái, ngươi khẳng định cũng sẽ muốn. Thật tốt báo đáp cho ta. Nói đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng cười ha hả, hiển nhiên là hắn nhận định Đỗ Thái Tử không dám động thủ, cảm thấy hắn chính là một tên hèn nhát. Đỗ Thái Tử sắc mặt khó xem đến cực điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Thiên Diệp Đại Hùng, lạnh lùng nói. Thiên Diệp Đại Hùng, đại hạ chúng ta có một câu ngạn ngữ, gọi là cường long không ép địa đồ xà. Tại nơi này của chúng ta, tại Kim Lăng, là rồng, người phải cuộn lại cho ta. Là hổ, người phải nằm xuống cho ta, hiểu không? Ô, ngươi còn phải dạy ta sao? Thiên Diệp Đại Hùng lại vươn tay vỗ mặt Đỗ Thái Tử, vẻ mặt vui đùa. Thật đáng tiếc, người quên mất một câu. Đó chính là không phải mãnh long không qua sông. Muốn chơi chết ngươi địa đầu xà này, độ khó mặc dù không thấp, nhưng chỉ cần nỗ lực hơn một chút mà thôi. Nếu ngươi tỉnh táo, ngươi nên biết cách đứng về phía bên nào cho đúng. Làm người, đừng nên phạm sai lầm. Nếu không, ngươi thậm chí sẽ không biết ngươi rốt cuộc chết như thế nào. Đỗ Thái Tử cơ bắp trên mặt co giật, sau đó lạnh lùng nói. Thiên Diệp Đại Hùng, ngươi đừng cho là ta không dám chơi chết ngươi. Thiên Diệp Đại Hùng nhàn nhạt nhún vai, cười cười nói. Chơi chết ta sao? Ta Thiên Diệp Đại Hùng là người đảo quốc, ta có quyền bất khả xâm phạm. Ngươi không thể giết ta bằng các phương tiện chính thức, mà ông ngoại của ta hôm nay cũng tới Kim Lăng cho ta chỗ dựa. Cho nên, nếu dùng thủ đoạn giang hồ, ngươi cũng không thể giết được ta. Vậy ngươi định giết ta như thế nào? Hiện tại, ta đem mặt của ta đưa đến trước mặt của ngươi, ngươi dám đánh sao? Ngươi có biết hậu quả của việc đánh vào mặt ta hay không? Ngươi chịu đựng nổi sao? Thiên Diệp Đại Hùng một mặt trêu tức, một mặt giễu cợt. Giống như trong mắt hắn, Đỗ Thái Tử là tồn tại mà hắn có thể tùy ý bắt nạt. Rầm! Lúc này cửa phòng lại lần nữa bị người một chân đá văng. Sau đó, một bóng người bước vào và một giọng nói lãnh đạm vang lên. Động tới ngươi, còn cần nhìn phong thủy hay sao? Trong vài phút, ta liền chơi chết ngươi. Giọng nói tuy lãnh đạm,
mang theo một loại uy áp khó tả, để người kìm lòng không được liền muốn quỳ xuống, căn bản không có tâm tư đối kháng. Ngay sau đó, liền thấy được bóng dáng hai người, một trước một sau đi tới. Người phía trước là Bùi Vĩ Minh, người phía sau là Đỗ Cách Cách. Giờ phút này Đỗ Cách Cách giống như tùy tùng hầu gái của Bùi Vĩ Minh. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của Bùi Vĩ Minh, bầu không khí trong sân lập tức đông đặc lại. Nghĩ đến lời nói ngạo mạn vừa rồi của Bùi Vĩ Minh, cả khán đài không khỏi im lặng. Tiểu tử, người thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, gan chó của ngươi cũng thật là lớn. Thiên Diệp Đại Hùng hung hăng hút điếu xì gà, tia lửa bắn ra tung tóe. Thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông tới. Đã ngươi đến, như vậy chúng ta liền có thể thật tốt tính toán sổ sách. Lý Đường vẻ mặt cay độc, hắn cả ngày hôm nay không nói nên lời. Hắn đã bị Thiên Diệp Đại Hùng ngược đãi đến chết đi sống lại vì chuyện tối hôm qua. Nhưng mà Thiên Diệp Đại Hùng, hắn cũng không dám gây phiền phức. Hắn chỉ dám tính tất cả những chuyện này lên trên đầu Bùi Nguyên Minh. Hắn thề rằng dù thế nào cũng sẽ chơi chết Bùi Nguyên Minh. Bốn phương tám hướng, người đảo quốc cũng đều đứng dậy, nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt tràn đầy dữ tợn. Bọn hắn như muốn bóp chết anh ngay tại chỗ. Còn Bùi Nguyên Minh thì trực tiếp bỏ qua những ánh mắt dòm ngó của đám người, nhẹ giọng nói: xác thực, hắn là phải đem sổ sách thật tốt tính toán một chút. Hôm nay ngươi cần thật tốt cho ta một câu trả lời. Nếu như không thể để cho ta hài lòng, nếu như không thể để cho ta thoải mái, như vậy ta không ngại tự tay đi lấy về câu trả lời này. Lời nói của Bùi Nguyên Minh khiến toàn trường lặng đi một chút. Mọi người ngẩn người nhìn Bùi Nguyên Minh, hiển nhiên không ngờ tới Bùi Nguyên Minh thực sự không biết sống chết nhiều như vậy. Phải biết, nhân vật như Đỗ Thái Tử trong mắt Thiên Diệp Đại Hùng chẳng khác gì chó lợn. Mà Bùi Nguyên Minh có chút khả năng gì lại dám uy hiếp Thiên Diệp Đại Hùng? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Hay là nói Bùi Nguyên Minh có năng lực khó lường gì chứ? Nhưng nhìn từ trái qua phải, nhìn từ trên xuống dưới, họ Bùi này chẳng giống thế tử đại thiếu nhà nào. Hơn nữa, Thiên Diệp Đại Hùng là một tân quý tộc ở đảo quốc. Chỉ là thế tử đại thiếu liền có thể đè ép được hắn hay không? Quả thực là đang nói đùa. Lý Đường cùng những người khác cũng không tin, nhìn Bùi Nguyên Minh, cảm thấy hắn chẳng khác gì những tên não tàn, mà hơn phân nữa đã không còn đường cứu. Nói những điều như vậy trước mặt Thiên Diệp Đại Hùng là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Bùi thiếu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng khiến đám người Thiên Diệp Đại Hùng nhíu mày xuất hiện. Bởi vì sau khi Bùi Nguyên Minh bước vào, Đỗ Thái Tử vốn là đang tức giận, sắc mặt lập tức nghiêm túc đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, tất cung tất kính hành lễ chào hỏi. Mà những người chung quanh Đỗ Thái Tử giờ phút này đều có ánh mắt kính nể, giống như coi Bùi Nguyên Minh là một ông vua. Ngay cả Đỗ Thái Tử cũng chống quải trượng đến chỗ Bùi Nguyên Minh, giống như là tùy tùng của hắn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Thiên Diệp Đại Hùng và những người khác ánh mắt khẽ nheo lại. Dù cho Đỗ Thái Tử có phế vật cỡ nào, hắn cũng là con trai trưởng của ẩn thế Đỗ gia, thế tử đại thiếu tiếng tăm lừng lẫy Kim Lăng. Dạng người này luôn luôn đều là không sợ trời, không sợ đất. Khi đối mặt với Bùi Nguyên Minh, Đỗ Thái Tử lại tự nhiên tất cung tất kính như thế. Từ góc độ nào đó nói lên, đủ để chứng minh Bùi Nguyên Minh phi thường. Nhưng mà Thiên Diệp Đại Hùng đã sớm để người chuyển đến tin tức của Bùi Nguyên Minh. Trong mắt của hắn, Bùi Nguyên Minh chỉ là kẻ ăn cơm chùa, là một tên ở rễ cửa, một tên giang hồ phiến tử, một thầy phong thủy nho nhỏ mà thôi. Hắn tuyệt đối không cho rằng một người như Bùi Nguyên Minh còn có cái gì hơn người. Cho dù có cái gì hơn người, Thiên Diệp Đại Hùng cũng sẽ không quan tâm. Dù sao hắn liền Đỗ Thái Tử đều thấy chướng mắt. Cho dù Bùi Nguyên Minh có chút năng lực thì có thể làm gì? Thật sự có tư cách thách đấu hắn Thiên Diệp Đại Hùng hay sao? Đỗ Thái Tử lúc này không để tới Thiên Diệp Đại Hùng, mà là cung kính nói: Bùi thúc, ngài vì sao tại tự mình tới đây thế? Rõ ràng ở trong mắt Đỗ Thái Tử, Bùi Nguyên Minh chính là một trưởng bối của hắn. Mình khẳng định là không có cách nào cùng Bùi Nguyên Minh ngang vai ngang vế. Bùi Nguyên Minh nhìn có vẻ dễ gần, nhưng nếu hắn ta dám tự cao tự đại,
Đỗ Lương nhất định sẽ tát hắn ta một cái chết đi sống lại. Bùi Nguyên Minh cười cười thản nhiên nói, Thiên Nhiệt đại thiếu, tại địa bàn đại hạ chúng ta phát lối như thế, ta cũng nên đến nói cho hắn biết, người đảo quốc tại trong mắt người đại hạ chúng ta liền một cái rắm cũng không bằng. Loại chuyện này người xử lý không được, nhưng ta thì không sao. Nói xong, Bùi Nguyên Minh đi tới phía trước, híp mắt lãnh đạm nói, Thiên Nhiệt đại hùng, chúng ta lại gặp mặt rồi, thế nào, uống rượu uống chẳng bằng ta, đầu óc liền hư mất rồi sao? Cái thủ đoạn hạ cửu lưu gì đều để dùng đến, các ngươi người đảo quốc liền có chút bản lãnh như thế sao? Không chơi nổi thì cứ nói thẳng ra, quỳ xuống van xin, chứ đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ này thì có ích lợi gì. Nghe Bùi Nguyên Minh mỉa mai châm chọc, ánh mắt Thiên Diệp đại hùng nheo lại. Mà Lý Đường thì cả giận nói, tiểu tử, ngươi có tin ta hiện tại liền để người chơi chết ngươi hay không? Lý Đường, ở đây không cần tức giận, không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi sao, mỗi khi gặp đại sự đều nên trấn định. Thiên Diệp đại hùng một vẻ dạng chó hình người, khoát tay áo, trên mặt lộ ra ý cười. Bùi Nguyên Minh, con rể cửa, mới một hai ngày không gặp, khẩu khí đã thay đổi rồi sao? Chỉ tiếc, chúng ta người vòng tròn này không phải ai cũng có thể tùy tiện đắc tội. Đừng nói ngươi chút bản lĩnh ấy là dựa vào ăn bám mà có, coi như ngươi thực sự có một chút bản lĩnh, thế nhưng vấn đề là trêu chọc tới ta, ngươi chú định cũng phải trả giá đắt. Làm ra chuyện như vậy, ngươi trốn không thoát, Trịnh Khánh Vân cũng trốn không thoát được. Nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi, vợ của ngươi cũng trốn không thoát. Khi ta tìm ra tổ tiên đời thứ 18 của ngươi, ta cũng muốn ngươi trả đủ. Chợt nhớ ra là vì Bùi Nguyên Minh, mình đã có quan hệ thắm thiết với một tên ngu mò như Lý Đường. Lúc này Thiên Diệt đại hùng hận không thể chơi chết Bùi Nguyên Minh, để tên khốn kiếp này biết viết chữ chết như thế nào. Dù sao, mình cho tới bây giờ đều một mực chán ghét nam nhân, nhưng lại ngủ với một nam nhân ngu mò, vậy mới đau. Đây thực sự là... Nghĩ đến đây, Thiên Nhiệt đại hùng cảm thấy mình có thể chết cả một đời. Tức giận như vậy khiến hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, ta muốn chơi chết ngươi, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn đem tổ tông 18 đời của ngươi đều móc ra, nghiền xương thành tro. Bùi Nguyên Minh nghe lời nói của Thiên Nhiệt đại hùng, lãnh đạm nói, thật sao, đáng tiếc, câu này ta nghe nhiều lắm rồi mà chưa ai làm được. Chuyện vặt vãnh như vậy, Thiên Diệt đại thiếu ngươi không tiếp thu giáo huấn, còn sẵn sàng trực tiếp gây chuyện với ta sao? Liền không sợ nếu như đến Kim Lăng một lần, một đi không trở lại hay sao? Nếu ta nhớ không lầm, hình như người đảo quốc của các ngươi có hoa đào dưới Tử Kim Sơn. Ta sẽ chôn ngươi dưới Tử Kim Sơn. Mỗi năm vào ngày hôm nay, ta sẽ nhờ Đỗ Thái Tử đốt một ít tiền giấy cho ngươi, miễn cho ngươi ở phía dưới cũng lên đây đòi ăn. Dám chôn ta dưới Tử Kim Sơn sao? Thiên Diệp đại hùng cười ha hả, nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt khinh thường cùng lãnh đạm. Đỗ Thái Tử còn không dám động tới ta, hắn trước mặt ta như một con chó. Ngươi chỉ là một Bùi Nguyên Minh, có cái tư cách gì đụng đến ta chứ? Dựa vào năng lực ăn cơm chùa của mình hay sao? Hay là ngươi dựa vào thủ đoạn giang hồ phiến tử của mình? Thời khắc này, Thiên Diệt đại hùng ngậm xì gà, một mặt vẻ khinh miệt. Rõ ràng, sau khi Thiên Diệt gia tộc trở thành tân quý tộc của đảo quốc, hắn đã sớm quên đi, hắn là làm người khiêm tốn thế nào rồi? Hắn là làm việc khiêm tốn như thế nào? Hắn dám dẫm lên bất cứ ai hắn gặp ở đảo quốc. Đến đại hạ, Thiên Diệt đại hùng, người được nhiều ma quỷ Tây Phương truy phủng, đã quên từ lâu, đại hạ là một quốc gia đáng nể kính sợ. Ở đại hạ, hẳn là thật tốt mà làm người. Nhìn Thiên Diệt đại hùng phát lối, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, Thiên Diệt đại hùng, động tới ngươi không cần những thủ đoạn này, bởi vì trong mắt của ta, ngươi cùng một con chó không có gì khác nhau, là chó Akita của đảo quốc. Lý Đường nghe vậy lập tức tức giận, Vương Bát Đản, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Đại hạ 5.000 năm văn hiến, một quốc gia quy củ, ngươi lại dám nói Thiên Diệp đại thiếu
là chó Akita sao? Ta giết chết ngươi, có tin hay không? Bộ Nguyên Minh vẫn mặc kệ Lý Đường, tên chó xanh này, mà thờ ơ nhìn Thiên Diệp Đại Hùng. Và sự bình tĩnh của Bộ Nguyên Minh khiến cho đôi mắt Thiên Diệp Đại Hùng khẽ nheo lại. Hắn ta vẫy tay, ngăn tiếng chó sủa của Lý Đường, sau đó nhìn về phía Bộ Nguyên Minh, vươn tay phải ra ngoắc ngoắc. Nào, ta Thiên Diệp Đại Hùng ngồi ở chỗ này, ta nửa bước cũng không nhúc nhích, người có bản lĩnh liền đến đụng vào ta xem, để trút cơn giận cho vợ của ngươi, xả cơn giận cho em vợ của ngươi. Vẻ mỉa mai trên mặt Thiên Diệp Đại Hùng không chút giấu diếm, thế nhưng là người dám không? Ta đem lẽ gan bằng trời cho ngươi mượn, người dám không? Những nữ tử khác nghe vậy đều là một mặt vẻ trêu tức. Hiển nhiên theo ý các nàng, một tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh làm sao dám đối mặt với một đại nhân vật như Thiên Diệp Đại Hùng. Ý vào tửu lượng tốt một chút, liền dùng tiểu thủ đoạn, không kiêng nể gì cả, diễu võ dương oai, có biết chữ chết viết như thế nào hay không? Một người như vậy có tư cách gì mà đối đầu với Thiên Diệp Đại Hùng? Đùa giỡn hay sao? Bùm! Bộ Nguyên Minh không nói nhảm, mà là chậm rãi bước về phía trước, sau đó trực tiếp nắm lấy cái đầu kiêu ngạo của Thiên Diệp Đại Hùng, nện thẳng vào trên mặt bàn. Rầm! Bộ Nguyên Minh động tác quá nhanh. Hắn rõ ràng nhìn thấy Bộ Nguyên Minh ra tay, nhưng mọi người tứ phương đơn giản là không kịp phản ứng. Bùm! Ầm ầm mấy tiếng, đầu của Thiên Diệp Đại Hùng trực tiếp nện thẳng vào bàn đá đại lý. Chỉ thấy mặt bàn đá vỡ tung, cốc chén lộn xộn, bia bắn tung tóe khắp nơi. Máu tươi cứ như vậy phun ra từ trên trán Thiên Diệp Đại Hùng. Cơn đau khiến cho hắn run lên bần bật. Điếu xì gà vào lúc này cũng rơi xuống đất. Bộ Nguyên Minh lấy khăn giấy ra, chán ghét cầm tàn thuốc dưới đất, trực tiếp cầm lên, dí thẳng vào trán Thiên Diệp Đại Hùng. A! Một tiếng hét thảm thiết khủng khiếp lúc này truyền ra. Thiên Diệp Đại Hùng cả người đau đến toàn thân run rẩy. Hiển nhiên, vốn luôn luôn được nuông chiều từ bé, thời điểm nào hắn từng chịu đựng những chuyện như vậy chứ? Thiên Diệp Đại Hùng theo bản năng muốn tránh đi, nhưng Bùi Minh không có ý tứ bỏ qua cho hắn, mà là trực tiếp đem điếu xì gà nhét thẳng vào trong miệng của hắn, sau đó lại đem khăn tay nhét thẳng vào. Tiếng hét thảm thiết thê lương lại lần nữa truyền ra. Toàn trường bàng hoàng chấn kinh, nói không ra lời. Lý Đường trợn mắt há hốc mồm ngẩn ra, sau đó hung hăng tát chính mình một cái, cho rằng mình đã nhìn lầm. Đám người của đảo quốc đang trong cơn mê man, tinh thần hoảng hốt. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh tượng hoành trá tràng như vậy bao giờ. Thậm chí nhất thời quên mất cách cứu người. Ngay cả Đỗ Thái Tử và Đỗ Cách Cách đều là một mặt mờ mịt. Rõ ràng là không ngờ Bùi Nguyên Minh lại dám ngược đãi Thiên Diệp Đại Hùng theo kiểu này. Những người phụ nữ xinh đẹp muốn hét lên, nhưng thế nào đều không kêu được. Sợ hãi. Tài khoản của em vợ, trước tiên, tính toán đi. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, chụp lấy chai rượu trên mặt bàn, thẳng tay nện thẳng vào trán Thiên Diệp Đại Hùng, một cái bốp. Chai rượu phát nổ và máu bắn tung tóe. Thiên Diệp Đại Hùng cả đầu nở hoa, chật vật đến cực hạn. Sau đó, Thiên Diệp Đại Hùng mới kịp có phản ứng. Bùi Nguyên Minh không phải là giả bộ, cũng không có khoe khoang. Hắn thực sự là dám động tới mình. Thiên Diệp Đại Hùng lúc này gắt gao chống đỡ cái bàn muốn đứng lên, nhưng là không biết tại sao, trong cơ thể hắn, nội tức giờ phút này lại bị áp chế, vận hành không được. Lần này là tiền lãi, thu về cho vợ của ta. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lại cầm một chai rượu khác, nện thẳng xuống. Người đảo quốc không kịp phản ứng, mặt mũi biến sắc. Nữ đảo quốc hét lên. Lý Đường càng là toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, lên, cùng tiến lên, trời chết hắn cho ta, cứu người. Được lệnh của Lý Đường, đồng bọn và vệ sĩ Thiên Diệp Đại Hùng lao ra la hét, muốn vây công Bùi Nguyên Minh, đem ăn chơi chết. Đỗ Cát Cách nháy mắt khẽ độc, một chân đá vào mặt một tên đại cao thủ của đảo quốc đang lao tới. Bốp! Đối phương kêu thảm một tiếng, bụng mặt không ngừng lui ra phía sau. Sau đó, Đỗ Cát Cách một bước tiến lên, trực tiếp kẻ kẹp cổ tên này, lạnh lùng nói. Ai dám đi lên, ta liền chơi chết hắn. Rõ ràng,
Đỗ Cát Cát không phải là người bình thường, mấy ngày bình thường mạnh mẽ vô cùng, chỉ là trước mặt Bùi Nguyên Minh nàng mới thu liễm lại mà thôi. Giờ phút này nàng đã động thủ, tự nhiên là khôi phục sự phách lối ngày xưa. Mà cảnh tượng này khiến cho Lý Đường cùng những người khác hơi khựng lại, thần sắc khó coi đến cực hạn. Bùm! Lúc này Bùi Nguyên Minh đã cầm lấy chai rượu ngoại thứ ba, còn tiếp tục công phá đầu của hắn. Chai này là để đòi nợ cho bình ga tối hôm qua. Bình ga đại hạ của chúng ta cũng không phải là thứ mà một con chó Akita đảo quốc như ngươi có thể làm ra. Lại thêm một tiếng động lớn, trán của Thiên Diệp Đại Hùng như sắp nứt vỡ ra. Dù hắn luôn luôn tự xưng là kiêu ngạo, giờ phút này cũng đau đến muốn bật khóc. Những người phụ nữ xinh đẹp trên đảo quốc trông khiếp sợ từng người một, và họ gần như không thể không lùi lại, run rẩy trong im lặng. Động tới ngươi thì sao? Có khó không? Bộ Nguyên Minh nắm lấy tóc Thiên Diệp Đại Hùng xách lên. Tiểu trùng đến từ Đại Dương, từ Đông Dương, tại đại hạ của chúng ta, liền coi chính mình là mãnh long quá giang rồi sao? Người xứng sao? Người có tư cách này sao? Người có thể gánh chịu hậu quả này sao? Thiên Diệp Đại Hùng tức giận không thôi. Họ Bùi, người dám đối với ta như vậy, người biết hậu quả hai chữ viết như thế nào sao? Người có biết chữ chết viết như thế nào hay không?